Trời ơi anh chị ơi, một cái con micro Q02 này rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng đã sử dụng nó. Nhưng mà nó hay vì chỗ nào, nó sướng vì chỗ nào thì bây giờ em mở ra cho anh chị cùng coi ha. Đó, Q02. Đó, hai con micro nè, đẹp long lanh, lóng lánh như vậy. Nhưng mà cái cách nạp pin, gắn pin cho nó cũng rất là cầu kỳ ha. Đó, gắn là mình gắn vậy nè. Đó, bây giờ bỏ hai viên pin vô, rất là đơn giản vậy thôi. Đó, bỏ vô nè, cách bật lên nè, không sáng đèn, sáng đèn là lụm thôi. Cái đầu thu nè là mình phải bỏ một cái viên pin 18650 vô đây anh chị. Đó, bây giờ nè mình để vô vậy nè, bật lên nè, để pin vô nè, đó một viên pin vậy nè, mình để vô lắp lại vậy thôi, là một cái cục này thôi là đã kết nối được hai cái micro rồi, như cái đầu thu vậy đó anh chị. Rồi bây giờ là mình cắm vào con mixer ở đây nha, để hát thử ha anh chị. Đó, line mic nè, gắn vô cạch alo thử. À, trước khi alo mình nhớ mình dặn cái tiếng mic lên. Alo, 1 2. Đó, đây là con mixer MV82 nè, tích hợp 16 hiệu ứng tiếng vang số nè. Đó, nghe rất là hay nha. Đâu em thử hiệu ứng số 5 rồi. Lên 1 2 3 4 5 6. Thôi thì em hãy về nơi gấm hoa lùa là, nơi cho em tấm thân đây hồng ngà. Hay quá anh chị ơi. Đó, anh chị thấy không? Khi mà cái tiếng mic nè nó bắt lên tiếng vang rất là tốt. Bây giờ em thử mic mọc cho anh chị nghe nè. Alo, 1 2 3. Nghe rất là chi tiết. Nó đã có cái độ ấm sẵn. Và cái bass kép của con mic này ở trên cái thân mic này nè, mình có thể chỉnh được tần số volume mic trên thân micro luôn nha anh chị. Rất là hay ha. Có rất là nhiều cái nút tùy chỉnh ở đây để cho mình có thể sử dụng nó một cách tốt nhất ha. Rồi bây giờ em thử lên tiếng vang nè. Em lên tiếng vang nè. Lên 1 2 3. Lên nhạc khác luôn nè. Tại sao nỡ buông tay anh thật nhanh, chẳng thấy em quay lại trước khi tất cả vội vã. Nụ cười có dấu đôi mi buồn không lạnh. Em đã giữ trái tim anh rồi, người ơi cớ sao đang yêu lại thôi. Quá hay luôn anh chị ơi, Q02 anh chị nào khoái em nó, mê em nó, nhắc nghe vào giỏ hàng nha. Xin chào.